Xin chào các bạn, nhắc tới ẩm thực Ấn Độ, chắc hẳn nhiều bạn nghĩ ngay tới những từ như khó ăn hoặc mùi kỳ kỳ. Mình cũng từng có suy nghĩ như vậy. Thú thật là mình không phải fan của đồ Ấn Độ và mình không thích ăn đồ cà ri. Tuy nhiên, có một món Ấn Độ mình cực kỳ thích, đó chính là lassi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về món này nhé. Lassi là món ăn tráng miệng dân dã rất phổ biến ở Ấn Độ, có xuất xứ từ vùng Punjab. Giống như masala chai, thức uống này có thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào, từ nhà hàng sang trọng cho tới quán vỉa hè. Lassi là sự kết hợp giữa sữa chua, nước, thảo mộc, một số nơi cho thêm trái cây nữa. Về cơ bản, mình thấy lassi có vị tương tự yaua mình có thể mua được ở các cửa hàng tạp hóa hay siêu thị ở Việt Nam. Điểm khác biệt là lassi lỏng hơn, bề mặt hơi sủi bọt và một số nơi bỏ thêm lớp váng sữa béo ngậy ở trên cùng. Món lassi phổ biến nhất là sweet lassi. Ở các cửa hàng lassi, họ sẽ sử dụng một dụng cụ gọi là buttermilk churner để đánh cho phần sữa chua đông mềm mịn ra, sau đó họ sẽ cho thêm đường và nước hoặc sữa lạnh và tiếp tục đánh. Có hai cửa hàng lassi mình hay ghé uống mỗi khi tới Ấn Độ là Lassi Wala ở thành phố Jaipur. Ở đây họ phục vụ món sweet lassi, có hai size nhỏ là 50 rupee và size lớn là 70 rupee. Đoàn mình lúc nào cũng gọi size lớn để uống cho đã nè. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng bán một số món ăn vặt của Ấn khác để mọi người có thể thưởng thức kèm. Cửa hàng lassi thứ hai là Blue Lassi ở thành phố Varanasi. Quán này rất nổi tiếng trong cộng đồng du lịch và có rating khá cao trên trang web uy tín TripAdvisor. Quán nổi tiếng với món lassi mix cùng trái cây. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ gần Manikarnika Ghat hay còn gọi là Burning Ghat. Quán có diện tích nhỏ, bên trong có 3-4 cái ghế dài và một số ghế lẻ cho khách ngồi. Vì quán rất nổi tiếng, đặc biệt là với khách du lịch cho nên quán lúc nào cũng đông và khách đến ăn phải ngồi sát dạt nhau mới đủ chỗ. Trung bình một ly có giá khoảng 80 đến 100 rupee. Với thành phần chính là sữa chua, lassi có chứa hàng tỷ lợi khuẩn probiotics có lợi cho hệ tiêu hóa, giàu protein, canxi và các dưỡng chất khác. Lassi có công dụng trong việc giảm cholesterol và cao huyết áp, cũng như cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong những ngày hè nóng nực thì lassi là thức uống giải nhiệt với hậu vị tuyệt ngon. Điểm thú vị nữa là ở Ấn Độ, những thức uống pha chế như trà, cà phê, lassi đều đựng trong ly bằng đất nung và ly chỉ dùng một lần. Ở trước mỗi quán đều dựng 1 đến 2 cái sọt rác to đùng để khách uống xong thì quăng ly vào. Những chiếc ly này có màu đất nung, không sơn, không trắng men và không có tay cầm. Nó hoàn toàn có thể phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường. Đây cũng chính là lý do chính phủ Ấn Độ quyết định thay thế cốc nhựa bằng đất nung, hướng đến mục tiêu giúp Ấn Độ không còn nhựa dùng một lần. Ngoài lợi ích giúp giảm thiểu việc sử dụng nhựa độc hại và bảo vệ môi trường, điều này còn mang lại việc làm và thu nhập cho hàng trăm nghìn thợ gốm ở nhiều địa phương. Đối với nhiều người dân Ấn, thưởng thức đồ uống trong ly đất nung sẽ thơm ngon hơn khi nó được hòa quyện với mùi thơm của đất sét. Hai món mình nhớ nhất mỗi khi sang Ấn Độ đó chính là cà phê ở quán Kashi và lassi mà không biết cho tới bao giờ mới có cơ hội được thưởng thức lại. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tới.